Mình xin chia sẻ thêm về cái lịch sử Manga Uika, cũng gọi là núi Uika, là một cái địa điểm quan trọng trong lịch sử truyền thống của New Zealand. Trước khi người châu Âu đến thì cái người Maori là cái người bản địa của New Zealand đó mấy bạn, đã định cư trên cái bán đảo thuộc Devonport. Bị thu hút bởi đất núi lửa và cái môi trường biển rất là phong phú. Thì cái khu này cũng là một cái khu định cư kiên cố, dường như đã ở gần ở cái khu Takarenga, Măng Victoria. Thì Manga Uika này cũng bị người Maori chiếm đóng, nhưng không có cái dấu hiệu nào cho thấy các công trình phòng thủ bằng đất nổi bật trên các ngọn núi lửa khác của Auckland. Thì du khách châu Âu vào những năm 1850 mô tả về cái khu định cư của người Maori dưới chân North Head này, với những cái khu vườn và cái giàn phơi cá làm cá đó mấy bạn. Thì về quan sát chiến lược, ngay sau khi khu định cư Auckland được thành lập vào năm 1840, North Head đã trở thành địa điểm của trạm hoa tiêu đầu tiên để hướng dẫn tàu bè vào cái bến cảng. Năm 1878 thì khu vực này được dành làm khu bảo tồn công cộng, trên cơ sở nó được sử dụng cho mục đích quốc phòng nếu được yêu cầu. Sau chưa đầy 7 năm thì North Head đã thực sự sử dụng cho mục đích quốc phòng. Người Nga nó đã được lo sợ đang trên đường tiến vào Auckland. Thì từ những cái năm 1870 trở đi, ngày càng có nhiều cái sự lo ngại rằng người Nga đang lên kế hoạch tấn công các cảng của đất nước New Zealand. Thì đây là một cái phần của mối quan tâm lớn hơn trên thế giới, được gọi là vết sẹo của Nga. Vào những năm 1870, chính phủ đã mua các khẩu pháo phòng thủ bờ biển cỡ lớn, nhưng chúng chưa bao giờ được lắp đặt. Tuy nhiên, vào năm 1885, nỗi lo chiến tranh của Nga đã lên đến mức khủng hoảng, và hàng loạt cái pháo đài được xây dựng vội vã xung quanh bờ biển của New Zealand. Thì tại cái địa điểm North Head này đã xây dựng ra 3 khẩu đội pháo lớn: khẩu đội Bắc để bảo vệ King Ranjitoto, khẩu đội Nam để bảo vệ bến cảng bên trong, và khẩu đội Summit hoặc Cowley trên đỉnh đồi. Thì những cái pháo đài này ban đầu được xây dựng quá vội vàng và cần được tái thiết lớn để có thể sử dụng được. Trong 25 năm tiếp theo sau đó thì có tới 40 tù nhân xây dựng lại các cái công trình công sự ở North Head do Sở Công Chính chỉ đạo. Họ sống trong một cái nhà tù trên đỉnh núi được tạo ra từ một doanh trại quân đội. Thì cái tòa nhà được xây dựng vào năm 1885 này vẫn còn nguyên cái vị trí, cùng với một cái khối nhà bếp nhỏ bằng đá được xây dựng cùng thời điểm. Đây là hai tòa nhà cổ nhất ở trên North Head. Tù nhân đào hầm, trộn đổ bê tông, lát gạch hầu hết các cái đường hầm, đèn chiếu sáng và không gian ngầm mà chúng ta có thể thấy ngày nay ở trên cái clip của mình đều được xây dựng vào cái thời điểm này. Các cái ổ súng khác đã được bổ sung vào đầu thế kỷ này, và vào những năm 1930, khi chiến tranh có thể xảy ra một lần nữa, thì các bộ phận của pháo đài cũ ở North Head đã được hiện đại hóa. Các cái động cơ mới đã được đưa ra vào các phòng máy và nhiều cái đèn chiếu sáng hơn được chế tạo. Trong Thế chiến thứ hai, North Head là trung tâm hành chính chính để phòng thủ bờ biển của Auckland.
trụ sở trung đoàn ở đây và một số lượng lớn doanh trại và văn phòng mới được xây dựng, một số còn tồn tại cho đến ngày nay. Vào cuối những năm 1950, hệ thống phòng thủ bờ biển đã bị loại bỏ và quân đội rời khỏi North Head, nơi trở thành khu dự trữ trong công viên hàng hải vịnh Hauraki, hải quân. Tuy nhiên, vẫn ở trên đỉnh nơi họ điều hành một trường huấn luyện, và vào năm 1996 họ rời đi. Và bây giờ, toàn bộ cái khu vực này được quản lý bởi Cục Bảo tồn. Thì North Head đã truyền cảm hứng cho nhiều câu chuyện về những cái đường hầm ẩn chứa bất cứ thứ gì, từ đạn dược phân hủy cho đến hai chiếc máy bay Boeing nguyên bản. Nhưng mà đáng buồn thay, về cái nghiên cứu lưu trữ và điều tra khảo cổ đã cho thấy những điều này không đúng sự thật, nhưng chúng càng làm tăng thêm vẻ huyền bí của ngọn núi. Ở đây nè, thấy không, cái bảng này là có nghĩa là dắt chó này luôn luôn là phải có dây tất cả các thời gian. Những cái chuyến trải nghiệm như vậy nè, mấy bạn cảm thấy thế nào? Có gì có thể comment ở dưới phần bình luận, mình sẽ trả lời. Uống miếng nước cái đã. Đây là World House Building. Ồ, cái này giống như là phòng để dành cho những chú ngựa chiến đó các bạn. Là xây dựng là họ có ghi hết. Xây dựng từ năm 1885 tới 1800
92. Ở đây chắc có những người, cái hình người là giống như người Anh ngày xưa. Đây là cái buổi đi khám phá Knobhead Devonport, một cái địa điểm mang đầy tính chất lịch sử của Auckland đã kết thúc. Thì các bạn nhớ like, share và subscribe cho mình để mình có động lực ra được những cái video clip hay hơn, trải nghiệm những cái nơi thú vị đẹp đẽ hơn và mang một cái tính chất lịch sử cao. Thì xin chúc các bạn cùng gia đình có một ngày thật vui, thật hạnh phúc. Mình xin tạm dừng clip tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Bye bye.